sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà, anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà, anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu, nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai, vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh. Đó, mọi người thấy chưa, đây là toàn bộ hành lý của mẹ và em gái tôi nè. Đi về quê có mấy ngày à, mà làm như là dọn hết đồ định cư nước ngoài hay sao á, quá trời đồ luôn. Định cư cái gì? Mẹ đi về quê á là để lo chuyện đất đai nhà cửa và vài bữa về chứ làm gì mà đi chơi. Ý anh hai là nói con á là đi theo mẹ đi chơi á. Con dâu à, cái chuyện bếp núc á là của mẹ, nhưng mà bữa nay mẹ đi á là mẹ giao cho con phải giữ gìn cái nề nếp đó cho mẹ, nghe chưa? Nghe, phải ráng lo cho chồng con ăn uống đầy đủ, đừng có để cho nó đói nó lây lất là không có được với mẹ đâu nghe. Dạ, dâu á bình thường ở ngoài rất là giỏi, chị là sếp luôn, mà con nghe nói á là chị quản lý cả chục nhân viên luôn á, bình thường ở nhà đâu có làm chuyện nội trợ đâu, con e là vụ này khó lắm. Dạ không sao, mẹ với lại em yên tâm. Đây là cơ hội để con chứng minh rằng ở ngoài đường con là sếp, thì về nhà chuyện bếp núc với con cũng là chuyện nhỏ. Con biết được vậy mẹ mừng. À đây nè, mẹ có ghi chú cho con hết đây nè. Nữa coi đi, rồi làm theo cái này. Dạ. Cho mẹ nghe không, cái ghi chú thứ nhất của mẹ đó là thằng hổ nó không có ăn cay, cho nên con nấu đồ ăn gì cho nó ăn là nhớ đừng có bao giờ bỏ ớt vô, biết chưa? Ủa anh không ăn cay được nữa hả? Không có, anh cố tình anh không ăn nữa để anh bớt ghen em, nhưng mà anh thấy anh càng không ăn cái anh càng ghen hơn. Anh hay lắm luôn rồi đó, anh biết là anh giỏi lắm luôn rồi đó. À rồi cái ghi chú thứ hai đó là nó rất là thích ăn hải sản, cho nên con mua tôm cua mực cá này kia đó là về làm cho chồng con ăn, nhớ chưa? Dạ. Rồi còn cái ghi chú thứ ba. Thôi được rồi mẹ thôi được rồi mẹ đừng đọc nữa. Chứ giờ mẹ đọc một cái là này mẹ, cái sớ của mẹ này mẹ mà đọc một cái là bây giờ chạy ra tới bến xe là xe chạy về dưới quê tới nơi luôn á. Nhỏ nhắc tới xe đi lẹ con, để tới giờ rồi vậy nha, ráng lo cho con trai của mẹ nha. Đi con để chạy xe mau đi, hổ sách phụ mẹ đi con. Vui. Má với anh Huệ về quê là tủ đồ ăn đầy nhóc luôn, sao giờ không còn gì hết vậy? Chồng ơi, có nào á ăn trộm vô nhà mình đó mà gặp ngay ăn trộm nó đói bụng á, chồng hiểu không? Xong á cái nó ăn sạch đồ ăn tôi làm, nó ăn không chịu gì hết, ăn hết đồ trong nhà mình luôn không? Ăn trộm nó bị béo phì á hả? Ôi, ăn trộm này chắc nó ham ăn lắm á. Hả? Cái mắt kìa, tao nói giỡn gì cũng tin nữa. Làm gì có ăn trộm vô nhà mà ăn cắp đồ ăn? Đồ ăn đâu hết rồi? Chỉ có anh với là vợ ăn thôi chứ ai vô đây mà ăn. Ăn nhiều quá mà không chịu mua về bỏ vô lại thì nó hết chứ sao? Anh nói vậy là cái gì? Anh nói vậy là anh đang trách cứ em đó hả? Anh cũng biết là em nhiều việc ở công ty, mà công ty em làm gì, em làm sếp nữa. Rồi em quá trời là việc luôn. Thì bây giờ nếu mà vậy thì em không có thời gian mua đồ ăn về bỏ vô tủ lạnh. Không có thời gian nấu cho anh ăn. Mà nếu mà không có thời gian mình nấu ăn thì mình ra ngoài mình ăn ở ngoài. Thôi nha, tờ giấy còn rành rành đây nè. Mẹ viết nguyên cái sớ mẹ ghi là thằng hổ không thích ăn phở, chỉ thích ăn cơm thôi. Nè, anh đừng tưởng em làm thích nha. Nha, cái sớ này nè, cái điều khoản đó là anh ghi vô chứ không ai ghi hết trơn á. Không có mẹ nào ghi đây hết trơn á. Mày đặt không thích ăn phở chứ ăn cơm nhà. Xưa rồi em không tin đâu, đàn ông mà ai không có lúc chán cơm thèm phở. Vô đi em, vô
chơi đi. Nhưng mà anh nói trước nha. Gì? Mẹ anh với lại em gái anh là về quê rồi đó. Biết rồi, em mới nói chuyện điện thoại với Huệ xong. Huệ kêu em qua đây chăm sóc anh, với mua mấy đồ tươi ngon nấu anh cho anh ăn. Trời ơi, hay dữ vậy ta. Biết anh thích ăn canh chua nè, có cá kho tộ luôn hả? Biết chứ. Thôi, sao biết nấu? Ui, anh này cứ nghĩ em là dở lắm hả? Em học trên mạng á. Em học trên mạng ta, đăng mấy cái clip trên mạng á, hướng dẫn á. Em nhìn vô dễ ẹc hả? Vậy là em giỏi lắm đó nha. Anh cũng thử mấy lần rồi, nấu cũng ra món đó, nhưng mà ăn không gì ra gì hết trơn. Đổ không. Yên tâm đi, trước khi qua đây á, em nấu ăn cho ba mẹ em thử nghiệm rồi, thành công tốt đẹp. Vậy hả? Cũng mừng. Gì vậy? Thôi đừng ăn mì gói, không có tốt đâu. Để bụng đói đi. Em nấu ăn cho ăn nha. Cũng được. Chờ chút. Đói mà, đổ có sao đâu. Ôi, canh chua cá kho tổ nó thơm gì đâu luôn á. Không ngờ em học nấu ăn trên mạng mà cũng lợi hại quá ha. Tất nhiên rồi, ăn nóng nha, em bớt cơm. Khoan, mới được không? Sao vậy? Giờ này giờ cũng gần tới giờ anh về rồi. Đợi thêm chút xíu nữa thôi. Giờ anh về mình ăn chung luôn cho nó vui. Em nấu cơm cho anh ăn, phải vợ anh ăn đâu mà chờ gì. Thôi ăn luôn đi. Thôi chờ đi, vợ anh đi làm về mệt mỏi, thấy đồ ăn ngon, vợ anh mà được ăn bữa này á, chắc chắn là vợ anh thương anh lắm á. Thiệt. Chờ ha. Tự nhiên nhìn anh em thấy mưa chút nào đó. Nè, em thương con Huệ mới qua đây chăm sóc anh. Còn em á, em thích anh á, em bởi vậy em mới nấu cơm cho anh ăn. Còn chị ta muốn ăn gì á, kệ chị ta đi. Mất gì? Mệt, em không có phục vụ chị ta đâu. Thôi, năn nỉ á, bây giờ giống như là mình làm phước á, mình nấu cơm từ thiện, ai muốn ăn ăn. Chờ xíu đi. Chờ xíu thôi. Rồi giờ anh về ăn trong luôn. Sao bỏ? Gì kỳ vậy? Công trình em nấu cực khổ vậy duyên bỏ. Uổng lắm, phí lắm. Không, giận rồi không cho anh ăn nữa. Thôi năn nỉ mà, đừng giận nha. Công nhận đồ ăn thơm mà ngon nữa. Thơm vợ không? Anh mà ngửi thấy mùi này là thèm. Thầy á, hai người làm gì vậy? Hả? Vợ đừng có hiểu lầm. Anh với lại cô My á, cố tình ngồi chờ vợ về ăn cơm á. Đồ ăn ngon lắm. Chưa ăn biết ngon. Thì anh ngửi mùi là biết em không ngon rồi, cần phải thử. Tôi còn sống đây mà. Hai người làm cái trò gì vậy? Ủa, tôi nhớ là tôi đã đuổi cô một lần thẳng mặt rồi. Hôm nay cô còn mặc dày quá tới đây nữa hả? À, hiểu rồi. Người ta thường nói á, con đường tới tình yêu nhanh nhất là con đường đi qua bao tử. Mà cũng phải. Bởi vì em muốn lấy chồng, em muốn qua đây thử làm vợ ngoan coi sao. Mà quên nữa nè, cũng hay á, là nhờ có cái sớ cẩm nang của mẹ đó. Mẹ nào? Mẹ ai? Mẹ của Thu Huệ và anh Minh Hổ. Tên kỹ quá ha. Em phải nhớ chứ. Bởi vậy á, em mới nêm nếm nè gia vị cho nó ngon đó. Anh ăn đi. Chị, đủ rồi. Tôi cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ cô muốn sao? Nhẹ nhàng hay là bạo lực hả? Yêu cầu cô bước ra khỏi nhà tôi nhanh liền, nhanh liền. Đuổi nữa hả? Anh đuổi nữa thì đi nhanh. Ai cho anh cơm? Ai cho anh ăn? Đồ ai nấu cho anh ăn hả? Mi nấu. Cô ta nấu bây giờ anh dám ăn hả? Anh dám ăn trước mặt tôi hả? Hả? Chứ không lẽ giờ công trình người ta nấu thơm phức vậy mà không ăn tội nghiệp người ta. Bỏ! Thôi bỏ. Mệt ghê. Ok, hiểu rồi. Tôi vừa mới nói chuyện với Huệ xong. Nó nói là không có chuyện mà hả, là nó kêu Mimi qua đây để chăm sóc, để lo lắng gì cho anh hết. Như vậy chính anh là người chủ động kêu cô Mimi qua đây. Không có nha. Đúng không? Cái gì mà ngang ngược vậy? Rõ ràng anh đang ở nhà anh chuẩn bị ăn mì. Rồi cổ tới, anh dắt cổ vô, anh có nói đàng hoàng là mẹ và em gái của anh về quê rồi, không có ai nhà hết. Nhưng mà cổ vẫn ở lại. Rồi sao nữa? Rồi sau đó hai người làm gì trong nhà này? Hả? Thì cổ... Làm cái gì? Nấu ăn. Nấu ăn? Điện thoại này. Đưa. Ôi.
được không? Mở vô phần clip cho tôi luôn. Thiệt quá chín. Đưa đây. Anh quay clip. Người ta nấu ăn cho anh ăn. Anh khen ngợi người ta. Rồi còn hung gió nữa. Anh để người ta hung gió anh. Người ta muốn làm sao anh cản được. Rồi sao nữa? Bây giờ anh trả chơi với tôi hả? Anh trả chơi với tôi hả? Anh hổ. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Hả? Tại sao anh có thể làm điều đó với tôi hả? Anh là một người đàn ông xấu xa. Tôi không thể tưởng tượng một ngày anh có thể ra đổ đốn như vậy luôn anh hổ. Tôi còn sống ở đây mà, tại sao anh không vậy? Có mà em phải tin anh. Không có hả? Chứ cái clip trong điện thoại này là cái gì? Là cái gì? Bắt đầu từ giây phút này, tôi với anh chính thức ly thân. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay nha. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu ui da. Em ơi đừng có la, anh lon ton chạy quét nhà. Anh đang rửa chén nè, em uống gì anh pha. Em ơi đừng khó khăn, anh luôn luôn cố gắng mà. Anh là ô sin cao cấp, em mệt về nhà anh lo. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là ăn đòn hay da. Sợ vợ có gì sai, có sai mà sai vợ là u đầu hay da. Đây anh em mày râu ơi, sợ vợ sống được lâu, sợ vợ ta mới ngầu nên sợ vợ ta mới giàu. Vợ ta nên ta sợ thôi, sợ vợ có gì sai. Vợ mình là luôn đúng, vợ mình xinh nhất hành tinh.